cái anh em nha, vì cái mua dây chuyền kháng cảm 14 này nè, chúng là mua dây chuyền kháng cảm 14 hợp thủy thì cũng được rồi, giao dịch chung là test thử nó có khỏe hơn tí nào. Kháng cảm 14 hợp thủy, bảy kim thì bán chắc cũng, nếu mà xài chắc cũng ok, anh em không được chắc bán lại cũng ok chứ không lộ lắm. Một dòng một ok luôn đó. Lời kháng này là trâu nè, test thử không ổn thì mình bán lại hoặc là mình xài thôi, nói chung không sao, tại vì xe bên này đồ hiếm mà. Mua xài thời gian thôi, được thì xài cũng được thì sau này bán lại cũng được, có lỗ cũng được chả sao. Đó, trên kháng cả 14 quá đẹp, kiếm cái phi tiêu hoặc gì đó dòng một là đẹp, đẹp. Dòng một là kích tranh luôn, rồi có phi tiêu dòng một không ta, nếu mà không có dòng một thì thôi mang cái xác, mang cái tốc độ 20 tranh là. Phi tiêu, tiêu này cấp 6. Ok, mang cái phi tiêu cấp 6 tranh đi. Mới mua 7 kim cũng được. Tiêu tốc độ 20 tranh này. Này đồ là kích đồ, đồ kháng cả này. Nhẫn này. Rồi ok ok anh em ơi, sụp như chuyện kháng cả 14 là tỷ, tại vì cái nỏ khải á chỉ cần dòng một dòng thôi, dòng một anh em, nên là chỉ cần kích được cái dòng sát thương 44 là đẹp rồi, còn kháng động thì không cần rồi. Này đánh bao đẹp rồi, kháng rồi. Kháng này không được rồi, phải có cái kia vào mới thấy kháng được. Rồi thêm 15 19 mà cái họ cao cao một tí là đẹp vậy, khá là ok được rồi. Giải kích cái nọ chính vô cho anh em xem nha, này từ từ nha, làm lại video này nha, mà cái nọ đó vô nó khác bọt liền nè, quên mang cái giá truyền kháng cả 14 vô thì chắc chắn nó sẽ trâu hơn nhiều. Đây chiên nè, nhẫn nè, nhẫn nè, nhận 19 rồi. Đây, nhận 19 đây. Đó. Có kháng rồi. Đó. 28, 28, 48. Quá đẹp. 33. Lên được một tí kháng nè. Lên được 8% kháng tất cả nữa, quá đẹp. Đó. Quá đẹp luôn em ơi. Quá ngon, quá ngon. Bỏ ít kháng banh, tại vì tầm này kháng banh hai mấy 30 là đủ đánh đến ngày 10 rồi. Quá đẹp, quá đẹp. Ok. Đi chan thôi em ơi. Thay vì cái tiêu chan này. Mới xúc gia truyền này nha em, quá đẹp. Bán với cái giá đó thì mua xài được, không có lỗ lắm. Ok nha anh em ơi, bây giờ thì khai ổn nha anh em ơi. Bye bye mọi người nha. Anh em xem video đừng quên để lại một like, một chia sẻ video ủng hộ nha anh em ơi. Nói chung thì cũng cố gắng sắm đồ này nọ cho anh em xem. Nhưng mà vừa trước thì mấy cái đồ kia thì cũng có ông anh ưng quá, ông đòi mua lại rồi nên bán rồi. Bây giờ sắm lại gia truyền kháng cả 14 rồi. Con này đánh đẹp hơn chút anh em. Bye bye mọi người nha. Anh em đừng quên trong một like chia sẻ video nha anh em. Bye bye anh em. Ngủ đây.